បាទរាត្រីសួស្តីរាត្រីសួស្តីអរអរអរចាំយើងចេញទៅបរិភោគអាហារនៅផ្សារចង់ហូបគ្រឿងសមុទ្របាទមិនបាយហូបគ្រឿងសមុទ្រទេព្រោះអីខ្លាចធាត់ព្រោះអីធាត់ស្រាប់ហើយបាទមកមៀតនេះធាត់ហើយយើងហូបមកពេលទៀតហើយហាត់ប្រាណមកបើកភ្លើងពេញអូតែឈ្មោះអឺដូចស៊ីឡាយអិនស៊ីឡាយអិនលីយ៉ងដូម៉ែទល់មុខនេះគឺផ្លូវហ្មងបាទណាគឺជាប់ផ្លូវមែនតើអត់មានលបងច្រើនពេលយប់បាទចាប់ចេញផ្លាស់ដល់ផ្សារបាទnhững tàu đầy hả? À, tỷ luôn. Ở Vũng Tàu nó gần nhất, tắm biển gần nhất. Đảng nó thải xuống đó. Kiểu gì nó cũng sạch sạch, nó đâu có xả thung biển. Nó chính giữa nó có cái sông, có gì nó xả bên kia. À, hồi xưa chưa đi Canada, đi Vũng Tàu qua rồi đó. À, giờ không thích. Thấy nó dơ lắm. Hello. Resort này không? Hai chiếc bay này. Này khang sầm bọt đấy cứ hotel liều chứ liều. Hotel cái này. Có một chiếc bay này mà tiêu chuẩn họ nên gặp bạn kiểu sỏi xuất kia này. Kiểu này. Ngủ đã anh? Em ngủ được chừng tiếng đồng hồ. Ngủ vậy thấy anh Tân anh đi rồi nói chắc đi. Tôi 4 giờ tôi đi. Cô mùi nè đây. Ôi nè mà anh xì lại ẩn mà. Xì lại ẩn bà nằm mùi nè đó hả? Thì bà... Anh ấy phùm kia. Phùm bà nằm mùi nè đó hả? Ôi tèo mùi nè đó hả? Nâu đó. Nâu hả? Nâu phù lâu đang mà chùa đang hào mùi nè đó. Mà chùa nó. Ta mọt sợ bọt là hố. Mà sợ là hàng. Mà nó hàng, sợ là hàng. Seafood. Đùa nhau mà ở đâu ra ăn nhiều đâu. Tôi chưa thấy. À, bì bò rồi. Rồi, phải không? Giờ người cũng đông ha. Đậu xe ở đâu đây? នៅទីក្រុង
Mùi nè. Mùi nè. Mùi nè. Quan thiết Hà Tiên. Em đang hỏi em chưa được việc làm. Hàng hàng bài hàng mà hộp không sớm mất vào đó. Ô cho bài cái này. Bài cái này. Nên em có quả mà nó tròn làm sao bạn là kia nó nào phi nó đó là một đôi đa chủ làm nhà mua cho ông tứ rồi lại nên mình kêu nó vào mò việc lại nó khâu mà rồi một hộp tôm ra mà đó, nên một tôm ra, nên thấy miên là sẽ cô, miên là chân chiên là nên miên, ai miên lẩu, mì xào.
rất là đủ nước này. Không có cái gì với cái gì đó. Tôi chỉ một phút chuyện họ chỉ ở trên gà lẩu cà bớt cà bớt cà bớt ở đây lẩu một cái là 300 là chung chung vậy đó. Đồng cộp cho anh nhá. Anh bác em bằng đồng cộp á. Nó sạch đồ được. Theo là chẳng ánh tuổi lên chỗ điều. Cái này chẳng giả. Giả tôi kêu cô. Chẳng tháo đến đi viện ăn nha mà cuối cùng mà trong rồi. Nhưng mà ta chẳng tay kiếm đến đào được chỗ gì á. Vẫn bắt đầu. Chấm sò mai này chú. Chấm sò mai. Tôi bảo biết sò mai. Ở đây bánh ra nó hả? Nó sò mai và đó. Sò nó đây là khủng vậy. Ô cái cắt ơi sẽ hấp không? Cắt bánh hấp không? Anh ấy chấm sò mai nha anh ấy hả? Dạ, nó bánh lưu không? Anh ấy sẽ kia nữa. Cái này mà kìa, rồi lại mua kìa. Nào lại khách xuất phải tranh cô xong rồi đó. Giờ nãy gì à? Nghe ai lắm. Lần đó để cho nó tự nó mới nó. Yeah.
ngọt qua chết tầm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Ini cekram nih. Ini bapak mat day mana dek? Bapak mat day ya. Nah, wait wait. Ini hư bạ hư ý nghèo cu xuống kia. Rồi cha nó cái cha chở nó, trong làng kia mà. Chấm mật mật nên bồn được không để mình bồn cái lỗ à nè mai giờ này lương vào nè mai giờ này đấy cái gì con biết sao sao cái kia đó thì cái gan xiêm sỏi mà nó chỉ dịch chồi sang thì ở kia cái thao sự kiện dạ 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 ăn đi rồi. Lan mơ tên sự phiên bà đào.
Đây, đồn dừa này, đồn dừa. Sạch trầy. Ai còn gió thì giò tôm. Ta trầy với giò tôm. Ủa, gầy em chân. Tiếng nó hẹn chạy. Ai hẹn, ai hẹn. Nó ỉa nó thả, biết đâu rồi. Giờ có sạch trái tụng đó. Ủa dùng kì gì cho bà răng môi môi đây bà đó chuyện chớn sẽ đập nhiều chuyên trị Việt Nam được à đó tiên tụi bà nhòi nhằm buồn nè đó họ đo mình đã đọc được làm không đó ô chết mình đã đọc được làm à đó thôi tiền cua rồi thôi tiền tôi video cua mà bắt thôi tiền bắt lại anh em ai chạy với ai cua rồi ai chị họ cù dương hồ họ chị ờ cái chị của ai à đằng sau thì làm chị cả quả này hàng chị đa lên chị trồng mà biết đâu cái này nếu mà anh chị cho ông ấy nấy cái lại nắng trong giùm nè mọi người cái này dùng này nắng chiên sầm mọt đó tạm chiên sầm mọt thằng khỏi sợ sợ mập đó lắm kìa lên ọt mà nước vòng lại là ọt mà nước ọt nó mệt tên quá mất này ọt miên mà nước vui chôn rồi mà ọt quay gì hay gọt chứ ngay bởi nha cái xin xin cả thâu tháo để không ọt thâu về vào cùng sẽ quên mong
bài này xì xe xí vậy. Nó châu à, ủi châu à, căng dưới quán này lớn ghê luôn anh. Không, không có người luôn. Chết rồi. Chua hay cà lý. Một ngày có 20 người cũng không lỗ. Nếu khoảng 3 mình được khoảng. Quá ớt mà được sao. Ăn hồi nãy rẻ lắm. Nhưng mà ở Nam Giang mặc hơn. Mà nãy ớt bao đọc gì vậy? Nam Giang ít nhất cũng 15 đồng mọi người. Chắc hơn. Mà 80 mấy mà quá mắc sạch. Vợ ăn hết 2 triệu. Nói chung người ăn 2 triệu. Mặc quá. Rồi mới ra hết khúc này là bờ kè mà. Chỗ bắt cứ chạy lên thôi, chạy lên. Hàng này cũng đặt. Có quán là nói chữ Hàn Quốc không, không có tới một người luôn. Này quán này còn có người mà. Bây giờ người Việt nhiều rồi. Chịu đi du lịch dữ ha. Người nước ngoài. Đó, cái này chắc rẻ. Chịu lên đó trên này chắc rẻ hơn khúc kia. Ở đây nó thuê mặt bằng rẻ hơn dưới kia nhiều ha. Ở đây nó vắng rồi. Đây là mùi né này nè. Nó qua cái suối này nè, cái suối ấy nè, cái suối thủy sản.
bạn lắm, thấy người Việt nhiều lắm. Người Việt không bởi cả lên nghe chuyện kìa bà. Ở sợ phụ nó bị trả cho ma sát chân rồi bây giờ nè phường spa nè sợ rô xì quay sống nè sợ bố rô xì nè nhà hàng Kirsten The clay clay đấy chạy bên cạnh quá clay cái lê nâng đấy hả đầy đầy ắt á lê có ốc sai cả cả tê chuyện gì không nào thêm à thôi đi thế nào đi quảng cai tập Florida hoặc chuyện sẽ sợ thì cũng được nè nè có con đường số nếu mà được á về bên đó thấy đủ mấy bài bản là tháng trước nó có ba mà nó đi à phi dục thì giúp nó mọt sợ mọt cho nó tỏ lên cho nó một tùm 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 tùm